Lóng rài á, chị chơi thân với chị Tư dữ ha. Thấy hai người đối đãi thân tình với nhau như vậy á, em ganh tị quá. Em ganh tị quá. Cuộc đời của bé Hồng Loan là chắc chắn Phương Lê sẽ làm. Nhưng mọi người, sớm muộn gì Phương Lê cũng làm. Và làm là vì mục đích để cho đã cái nơ, chứ không phải vì mục đích kiếm tiền. Nếu có tiền thì càng tốt. Còn có tiền là Phương Lê hứa Phương Lê sẽ làm một cái quỹ, một cái dự án, mà một cái dự án hẳn hoi luôn nha. Nghe, một cái dự án hẳn hoi luôn mà mang tên là Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Và dán hình ảo ổng ở chỗ đó luôn. Tình yêu mơ mơ của tôi. Mà hãy nói là ai cũng sẽ biết luôn. Đó. Mọi người yên tâm. Phương Lê á, này chịu chơi lắm. Chúa đang nằm. Nha. Chịu chơi đáng nhưng mà mình. Chơi là trả nha. Chứ không có chơi chịu nha. Đáng mình đang nằm. Công chúa đang nằm. Nha. Chịu chơi là trả chứ không có chơi chịu. Ok, ok la. Đúng rồi. Răng làm răng ngọc trai. Chắc là ngọc trai cho mắm không? Làm răng ngọc trai cho mắm mắm. Ok la, ok la. Em mớm là niêm đuôn. Ừ. Trời ơi. Niêm đuôn ha.